Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt TV. Bản tin buổi chiều hôm nay gồm có các tin chính sau đây. Philippines thề chiến đấu chống Trung Quốc đến người cuối cùng. Nữ sinh viên trường võ bị West Point bị thâu hình lén lúc đang tắm. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ trong tuần qua giảm xuống còn 340.000. Một băng cướp tiệm vàng lãnh 3 án tử hình. Luật cư trú mới chặn dòng nhập cư vào 5 thành phố lớn của Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Thưa quý vị, chính phủ Philippines hôm thứ Năm thề sẽ chiến đấu chống Trung Quốc đến người cuối cùng để bảo vệ lãnh thổ. Cùng lúc ấy, một tàu chiến Trung Quốc lượn quanh một hòn đảo đá ngầm hẻo lánh do một thủy quân lục chiến Philippines trấn giữ. Trong vụ tranh cãi mới nhất liên quan đến tranh chấp biển đảo ở vùng Biển Đông, thì chính phủ Philippines lên án các hành động khiêu khích và sự hiện diện trái pháp luật của một chiến hạm và một đội tàu đánh cá Trung Quốc gần đảo đá ngầm mang tên là Bãi Cỏ Mai. Bãi Cỏ Mai là một trong 9 đảo Philippines đang có quân đồn trú trong vùng quần đảo Trường Sa. Hòn đảo này thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa và là nơi tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan và Philippines. Đảo này cách Palawan của Philippines chừng 200 km và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 1.000 km. Bước sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, một trung sĩ nhất từng phục vụ tại Học viện Quân sự West Point của Mỹ bị cáo buộc tội thu hình lén các nữ sinh viên sĩ quan, kể cả lúc họ tắm và thay quần áo. Giới hữu trách đang liên lạc với khoảng 10 cựu nữ sinh viên sĩ quan để thông báo cho họ biết về việc này. Trường West Point có khoảng 4.500 khóa sinh, với hơn 15% là phái nữ. Giới hữu trách cho hay, trung sĩ McCollum thu hình các nữ sinh khi họ đang tắm trong phòng vệ sinh hay ở những nơi khác trong trường. Hồ sơ điều tra cũng nói rằng trung sĩ này nhiều lần đã vào phòng tắm và vệ sinh nữ mà không gõ cửa trước. Thưa quý vị, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm 23.000 trong tuần qua, thêm chỉ dấu cho thấy tình hình thị trường việc làm đang dần dần hồi phục. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm còn 340.000 trong tuần lễ chấm dứt ngày 18 tháng 5. Con số nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp cũng phản ánh mức độ các công ty giảm bớt nhân viên. Trong 6 tháng qua, thì giới chủ nhân tạo thêm 200.000 công việc mỗi tháng so với gần 140.000 trong 6 tháng trước đó. Tuy nhiên, phần lớn của sự cải thiện vẫn do giới chủ nhân bớt cắt giảm nhân viên, chứ không phải là do nhận thêm người mới. Này bước sang phần tin Việt Nam, thì một phiên tòa kéo dài 3 ngày đưa ra 3 bản án tử hình và 1 bản án chung thân cho băng cướp tiệm vàng khét tiếng dã man tại Sài Gòn. Băng cướp 5 người từng thực hiện 8 vụ cướp tiệm vàng, giết 1 mạng người, lấy đi 800 lượng vàng và ngoại tệ các loại, tổng cộng khoảng 50.000 đô la. Tại phiên tòa diễn ra hôm 23 tháng 5, thì các bị cáo Huỳnh Văn Tím, Lê Anh Kiệt và Nguyễn Văn Nhãn bị án tử hình. Ông Phan Văn Tưởng bị kêu án chung thân, riêng Đặng Văn Phước lãnh án 15 năm tù giam. Cuối cùng là tin, mặc dù hiến pháp nói rằng quyền tự do cư trú là quyền căn bản của công dân, luật cư trú sửa đổi lại mặc nhiên siết chặt việc nhập hộ khẩu tại các thành phố lớn ở Việt Nam. Cuộc họp của giới hữu trách cho thấy một số quy định mới được thêm vào luật theo hướng siết chặt thủ tục, điều kiện ghi danh thường trú tại các thành phố lớn trực thuộc chính quyền Trung ương Việt Nam. Những điều kiện mới buộc công nhân cần có chỗ ở hợp pháp và tạm trú liên tiếp 2 năm trở lên mới có thể được nhập hộ khẩu. Quy định mới cũng ấn định rằng chỗ ở hợp pháp của cá nhân thuê, mượn hay ở nhờ cần hội đủ diện tích trung bình tối thiểu. Chính quyền địa phương phải xác nhận diện tích trung bình và người chủ nhà cũng phải chấp thuận cho người nọ ở nhà của mình bằng một văn bản hẳn hoi. Riêng tại Hà Nội thì công dân muốn nhập hộ khẩu còn phải tuân thủ quy định của luật thủ đô. Theo thống kê thì mật độ dân số hiện nay ở Sài Gòn là hơn 4.000 người trên 1 cây số vuông. Tại Hà Nội là hơn 2.000 người trên 1 cây số vuông. Vừa rồi là bản tin buổi chiều ngày 23 tháng 5. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Ngọc Lan xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ăn cũng C.A. Professional Cabinet, Uống cũng C.A. Professional Cabinet, ngủ nằm mơ cũng C.A. Professional Cabinet, lái xe trên đường cũng suy nghĩ đến C.A. Professional Cabinet, nên tự nhiên lái xe đến C.A. Professional Cabinet. C.A. Professional Cabinet làm sang trọng cuộc sống của bạn. Địa điểm 1 tại 11730 Seaboard Circle, Stanton, Cali 90680, điện thoại 714-901-1500. Đặc biệt khai trương địa điểm 2 tại 2633 Harbor Boulevard, Costa Mesa, Cali 92626, điện thoại 714-979-1942.